Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn, tại quần đảo Trường Sa từ nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực duy trì kiểm soát và thực thi chủ quyền trong khu vực. Minh chứng rõ nhất cho điều đó chính là cho đến nay, trong số 21 thực thể mà Việt Nam chúng ta đang đóng quân, đã có rất nhiều thực thể đã được bồi đắp và nâng cấp thành đảo nổi. Tuy nhiên, không phải thực thể nào, công việc này cũng được nước ta hoàn thành một cách suôn sẻ. Và đá núi Le, thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video ngày hôm nay, chính là một trong những ví dụ điển hình như thế. Khi mà một khối lượng lớn đất đá bồi đắp tại đá núi Le đã bị một siêu bão hoành hành và thổi bay mất. Về vị trí, đá núi Le là một dạng san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam đang quản lý thực thể này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo đá này nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 638 km về phía đông nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 795 km về phía đông, cách đá Thuyền Chài khoảng 100 km về phía đông bắc, cách đảo Tiên Nữ khoảng 51 km về phía tây nam và cách đá Tốc Tan khoảng 11 km về phía đông. Trải dài theo hướng bắc nam, đá núi Le có chiều dài vào khoảng 10 km, chiều rộng gần 4 km. Tổng diện tích của đảo núi Le vào khoảng 30 km², tương đương 3.000 ha. Là đảo chìm nên khi thủy triều xuống thấp thì rải rác có những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước. Đá núi Le có thêm san hô tương đối khép kín, chỉ có thêm san hô ở phía nam bị gián đoạn. Và cũng giống như những đảo đá khác, thềm san hô của đá này cũng được hình thành bởi hoạt động phun trào của núi lửa ngầm ở dưới đáy biển từ hàng triệu năm trước. Khi dung nham núi lửa phun trào lên tới mặt biển thì dừng lại và tạo thành một bãi đá ngầm nằm dưới mặt nước biển chỉ cách vài mét. Hình thành từ sự phun trào của núi lửa dưới đáy biển nên cấu tạo của dải san hô là hình trải dài, có vành đai phía ngoài cao giữa lõm tạo thành hồ ở bên trong. Lòng hồ tại đá núi Le có chiều dài vào khoảng 7 km và diện tích vào khoảng 13,5 km². Bên cạnh đó, cũng chính ở vị trí thềm san hô bị gián đoạn ở phía nam nên đã tạo ra một luồng dẫn tự nhiên giúp cho tàu thuyền ở bên ngoài có thể vào tránh trú gió bão trong lòng hồ, từ đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Về thời tiết, ở đá núi Le cơ bản là khắc nghiệt, nắng nóng, dông gió thất thường, lượng mưa phân bổ không đều. Trong mùa khô, đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 4, đảo đá gần như không có mưa, trong khi mùa mưa nhất là từ tháng 5 đến tháng 10 thì gần như ngày nào cũng có mưa, có ngày lượng mưa lên đến hơn 200 mm. Có thể nói, đá núi Le có vị trí chiến lược hết sức quan trọng khi nằm ở vị trí trung tâm của khu vực 3 thuộc quần đảo Trường Sa, cùng với các đảo đá như là đá Tốc Tan, đá Tiên Nữ, đá Thuyền Chài và đảo A Bang. Đảo núi Le cũng tạo thành lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía đông nam của đất nước. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh đảo còn là một địa chỉ tin cậy của ngư dân địa phương ven biển miền Trung và miền Nam. Mỗi khi ra đánh bắt hải sản ở khu vực này, khi có nhiều loại hải sản quý như là cá ngừ, cá mú, tôm hùm, phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân và xuất khẩu, mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Quá trình bảo vệ và xây dựng đảo đá núi Le. Đầu năm 1988, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa đột ngột trở nên căng thẳng. Ngay sau khi lực lượng của ta đóng giữ đá Tốc Tan vào ngày 27 tháng 2 năm 1988, chấp hành chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân. Một ngày sau đó, tàu HQ-633 đã đưa lực lượng công binh và vật liệu vượt sóng to gió lớn và sự ngăn cản của các tàu Trung Quốc để ra triển khai đóng giữ đá núi Le, cũng như triển khai xây dựng nhà cao chân ở đây. Sau gần một tháng, đến ngày 23 tháng 3 năm 1988, việc xây dựng nhà cao chân đã hoàn tất và bàn giao cho cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo. Một khoảng thời gian sau đó, ta tiếp tục tiến hành xây dựng nhà cấp 2 tại đá núi Le. Do địa hình đặc thù cho nên Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại hai địa điểm cách nhau 5,5 km trên đá núi Le, được đặt tên là núi Le A và núi Le B. Đến năm 1997, quân chủng Hải quân đã triển khai xây dựng các nhà lâu bền trên điểm đảo núi Le A và 2001 tiếp tục xây dựng nhà lâu bền tại điểm đảo núi Le B. Cho đến hiện nay thì điểm đảo núi Le A nằm ở phía tây nam của đá núi Le, là một tổ hợp bao gồm hai nhà lâu bền và một nhà văn hóa đa năng được kết nối lại với nhau bằng hai cây cầu bê tông.
Còn điểm đá núi Le B nằm ở phía bắc của đảo đá núi Le. Nó bao gồm một nhà lâu bền được nối với một nhà văn hóa đa năng bằng một cây cầu bê tông. Nhưng hiện tại, nhìn trên bản đồ thì chúng ta chỉ thấy được một nhà lâu bền nằm độc lập bởi vì nhà văn hóa đa năng đá núi Le B thì mới được đoàn công tác thành phố Hà Nội cùng quân chủng hải quân tổ chức lễ khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Công trình này được xây dựng với chi phí là 38 tỷ đồng do thành phố Hà Nội hỗ trợ. Ngoài việc xây dựng các tiền đồn cần thiết để bộ đội đóng quân, sinh hoạt và làm việc thì thấu hiểu được tầm quan trọng mang ý nghĩa chiến lược của đảo núi Le. Cũng như những điều kiện thuận lợi như nơi đây có mực nước tương đối nông, khối lượng phải bồi đắp không quá lớn, rất dễ hình thành đảo nhân tạo. Cho nên, giai đoạn từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, Việt Nam đã ưu tiên tiến hành bồi đắp và nâng cấp tại đá núi Le. Cụ thể, Việt Nam đã triển khai lực lượng tiến hành thi công, phá đá san hô, khai thông hai luồng kênh rộng khoảng 90m về phía Tây và phía Đông của đá núi Le. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền từ bên ngoài có thể di chuyển vào lòng hồ để tránh trú dễ dàng. Song song đó, ta đã dùng cát nạo vét được từ hai kênh này để xây dựng hai điểm nổi nhân tạo ở rìa san hô dọc theo mỗi kênh nhân tạo vừa đào. Thông qua hình ảnh vệ tinh thì ta có thể thấy nhiều máy xúc cũng như là nhiều thiết bị xây dựng đã được triển khai. Ước tính đến tháng 8 năm 2015, Việt Nam đã cải tạo và bồi đắp khoảng 16.000m², tương đương 1,6 hectare tại khu vực phía đông của đá núi Le. Còn khu vực phía tây cũng có nhiều tiến triển với gần 3.600m², tương đương 0,36 hectare đã được bồi đắp. Nhìn chung, sau khi tiến hành mở hai luồng kênh và lòng hồ, thì Việt Nam đã bồi đắp thêm hai điểm nổi với tổng diện tích khoảng 1,96 ha. Tại mỗi phần đất nhân tạo ở hai khu vực này, ta đều cho xây dựng một bệ bê tông có chiều dài khoảng 62 m, chiều rộng khoảng 32 m. Có thể đây là phần đế của một tòa nhà hoặc là trung tâm hậu cần nghề cá. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 tháng sau đó, vào tháng 10 năm 2015, siêu bão Melo không chỉ càn quét và gây thương vong tại Philippines mà còn tàn phá một số khu vực, trong đó có đá núi Le. Các công trình bồi đắp tại đá này về cơ bản là đều bị tàn phá và thổi bay bởi siêu bão. Sau sự việc này, chúng ta đã dừng việc cải tạo đá núi Le. Và tính đến đầu tháng 12 năm 2012, diện tích phần nổi còn sót lại ở cả hai khu vực chỉ còn lại 4.000m², chính là hai bệ bê tông. Xung quanh bệ bê tông là các dải cát thay đổi theo gió mùa. Trên bệ bê tông còn sót lại ở phía tây đá núi Le, các chiến sĩ đóng quân tại thực thể này đã tiến hành trồng cây trên đó. Và khu vực nổi này chỉ cách điểm đá núi Le A khoảng 1,6 km, nên nếu dừng lại tại núi Le A thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng thấy được khu vực này bằng mắt thường. Hiện nay, với những gì Việt Nam chúng ta đang làm tại một số thực thể khác tại quần đảo Trường Sa như là Phan Vinh, Nam Yết, Sơn Ca, Thuyền Trài đã cho thấy khả năng cao trong những năm tới rất có thể sẽ có những hoạt động xây dựng và cải tạo mới để tiếp nối với kế hoạch xây dựng đã được triển khai vào giai đoạn 2014-2015. Nói chung, các phương pháp cải tạo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa ít ảnh hưởng đến môi trường hơn so với các biện pháp do Trung Quốc áp dụng. Tại đá núi Le, chúng ta đã không đào bất cứ một dải san hô nào, ngoại trừ luống dẫn vào hồ. Vì thế, tác động hủy hoại môi trường ở núi Le chỉ hạn chế ở công tác đào hai kênh và khu vực bồi đắp liền kề. Toàn bộ khu vực cải tạo, bao gồm cả kênh dẫn, chỉ chiếm khoảng 1% diện tích của đá núi Le, tức là khoảng 30 ha. Điều này trái ngược hẳn về công tác cải tạo trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, nơi mà họ sử dụng hàng chục tàu nạo vét lớn để phá vỡ những mảng san hô và bồi đắp một khu vực rộng lớn. Nhưng phương pháp này của Trung Quốc đã phá hủy gần như là toàn bộ các bãi đá, đặc biệt là đá chữ thập, đá vành khăn và đá sui. Cuộc sống trên đá núi Le ngày nay. Hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của các chiến sĩ đảo đá núi Le đã từng bước được cải thiện trên các điểm đảo được trang bị các máy thu hình, trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam. Chúng ta đã giúp các chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, các điểm đá núi Le A và núi Le B đều có tủ sách báo và một tủ sách pháp luật với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại.
Cũng giống như những thực thể chìm khác, ở đá núi Leng, nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt là nước mưa và vận chuyển từ đất liền ra. Những năm gần đây, nhờ được trang bị hệ thống bể chứa lớn nên đảo đã chủ động được nhu cầu nước sinh hoạt. Có thể nói, đá núi Leng ngày nay đã chính quy, sạch đẹp hơn. Khu ăn ở, sinh hoạt, học tập của các bộ đội được bố trí sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Dù rất chật hẹp, nhưng trên đảo vẫn có vườn tăng gia và khu chăn nuôi được củng cố, tu bổ, phù hợp với quy hoạch chung thuận tiện cho việc chăm sóc nuôi trồng. Rau xanh ở núi Le được trồng trên những khay, chậu bằng nhựa chuyển ra từ đất liền. Do nguồn nước ngọt rất khan hiếm nên những người lính trên đảo đá núi Le phải tiết kiệm bằng cách sử dụng lấy nước tắm, nước giặt để tưới rau, tưới cây. Vườn rau luôn được che chắn cẩn thận cũng như được phủ lưới ngăn hơi mặn và gió tạt. Khó khăn và khắc nghiệt là thế, nhưng nhờ biết nắm bắt thời tiết và lựa chọn giống rau thích hợp, kết hợp xen canh gối vụ, nên vườn rau của đá núi Le vẫn xanh tốt quanh năm với đầy đủ các loại rau như là rau muống, rau mồng tơi, rau cải xanh, bầu bí và đáp ứng nguồn rau xanh thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội. Ngoài ra, việc thuần hóa và tạo ra những vật nuôi thích ứng với môi trường nước mặn được các chiến sĩ đảo đá núi Le kỳ công thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các đảo đá đã thực hiện thành công trước đó, đá núi Le cũng tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ các loại gia cầm, gia súc để chúng làm quen dần với điều kiện sống khắc nghiệt trên đảo. Kiên trì thuần dưỡng, thả gối nhiều lứa liên tục, đến nay đơn vị duy trì đàn gia cầm gần 100 con, cùng với 2-3 con lợn, tạo nguồn cung cấp trứng và thịt tươi tại chỗ. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng những năm qua các chiến sĩ trên đảo núi Le vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bám sát quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong những năm qua, các chiến sĩ đảo đá núi Le đã quan sát và phát hiện được rất nhiều mục tiêu, tổ chức ngăn chặn và xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài ra khỏi khu vực, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ còn thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển. Trong đó, đảo đã hướng dẫn và giúp đỡ hàng trăm lượt tàu cá của ngư dân các tỉnh ven biển như là Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên ra đánh bắt hải sản trong khu vực, cũng như hỗ trợ ngư dân và lòng hồ neo đậu để tránh trú mỗi khi biển động. Trong năm qua, các chiến sĩ đảo đá núi Le đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 77 lượt ngư dân, giúp đỡ ngư dân trên 4.000 lít nước ngọt. Có thể nói, những việc làm tuy nhỏ bé, bình dị nhưng rất đỗi cao cả của chiến sĩ đá núi Le nói riêng, cũng như các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam nói chung, góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh của chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân, giúp nhân dân ấm lòng hơn, tin tưởng hơn, ngày đêm an tâm bám biển, bám ngư trường. Phối hợp với lực lượng vũ trang để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Và đó là tất cả những thông tin về đá núi Le. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.